Xin chào mọi người. Xem có ai đang xem live stream không? Hello, hello. À, có 16 người đây rồi. Chào các bạn nha. Buổi hôm nay chúng ta sẽ lại sớm một tí bởi vì lát nữa lại có mấy công việc. Chào Ninh Ninh, ok, đã nhìn thấy mọi người rồi. Mấy buổi hôm trước ấy là chúng ta cùng nói về gì nhỉ? Bị động sai khiến đúng không? Rất là rối não. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái nó nhẹ nhàng hơn, mà các bạn cũng hay đặt câu hỏi, đấy là với những cái dạng mà trợ từ ấy, các bạn thấy là có hai trợ từ nó nối với nhau. Hai trợ từ nối với nhau. Tiếng bé quá. Để mình thử check mic mình xem nha. Chào Ninh Ninh, ok, đã nhìn thấy mọi người rồi. Mấy buổi các bạn thử điều chỉnh lại cái phần mic của các bạn lên xem, bởi vì mình check ở bên điện thoại của mình thì khá là to. Hai mươi sáu người rồi, chắc là bây giờ vẫn đang làm việc đúng không ạ? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái dạng là nối hai trợ từ. Cái trường hợp nối hai trợ từ đấy là như thế nào? Có ai đã từng học về cái khái niệm này chưa ạ? Có ai đã từng học về cái khái niệm này chưa và học trong sách nào được không ạ? Có thể comment được không? Hôm nay mình sẽ bật mí đến các bạn là không phải, cũng không phải là bật mí mà có thể là nhiều bạn đã biết rồi, bởi vì cái chuỗi series này thì mình cũng đã từng làm trên YouTube rồi. Đó là một cái quyển mà để các bạn học về những cái dạng ngữ pháp sơ cấp. Mọi người còn nhớ cuốn gì không? Nếu như các bạn muốn có cái bản PDF của cuốn này ấy, thì các bạn cứ nhắn tin vào fanpage, tư vấn sẽ gửi link down cho các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển màn hình sang này. Không biết là ở đây có những ai đang học N2 ạ? Ai đang học N2 thì có thể comment cho mình biết nha. Tại vì sao? Bởi vì cái chủ đề này của chúng ta nó sẽ liên quan đến một cuốn sách mà các bạn học ở N2. Các bạn nhìn trên màn hình cái cuốn sách này của chúng ta là cuốn Ngữ pháp Shinkansen đúng không? Một cái phần cuốn sách mà rất là nổi tiếng rồi, rất là phổ biến với các bạn rồi khi mà chúng ta muốn học về ngữ pháp. Nhưng mà thông thường ấy, mình thấy là mọi người khi mà sử dụng cái cuốn này ấy, thì vẫn có thể là sử dụng chưa được triệt để lắm cái lợi ích của nó. Cuốn này của mình thì nó cũng rách nát quá là lâu lắm rồi. Cuốn ngữ pháp này của chúng ta nó sẽ có 3 phần. Thường ấy thì mình thấy là mọi người hay học cái phần đầu hơn. Cái phần đầu chính là cái phần liệt kê các cái mẫu đúng không ạ? Nhưng cái phần hay ho và không kém phần thú vị của nó và cũng khá là khó, khá là quan trọng của nó sẽ nằm ở cái phần thứ hai và phần thứ ba. Cái phần thứ hai và cái phần thứ ba ấy, mục đích của cái phần thứ hai thì người ta sẽ dùng để liệt kê các cái mẫu theo những cái nhóm với nhau. Và khi mà các bạn học ở những cái phần thứ hai này thì các bạn sẽ thấy đâu đó những cái điều mà mình đã từng nói với các bạn qua video, đấy là chúng ta học ngữ pháp theo cái dạng động từ gốc của nó, học theo cái ý nghĩa từ cái cụm từ đấy chứ không phải là học theo cái phần công thức nữa. Rồi sau đấy đến cái phần thứ ba thì các bạn sẽ thực ra thì nó có hai phần này thôi. Phần thứ ba là cái bài những cái bài test mẫu. Và ngoài ra thì người ta cũng sẽ dạy cho chúng ta một cái dạng ngữ pháp nữa, đấy là ngữ pháp về đọc hiểu ngữ pháp. Thường thì các bạn thấy là có rất ít giáo trình mà người ta dạy về cái phần đọc hiểu ngữ pháp này. Tức là người ta sẽ dạy cái cách là với những cái dạng bài đọc hiểu ngữ pháp thì nên xử lý như thế nào. Có ai đang dùng cái cuốn ngữ pháp N2 Pumpo này, Shinkansen này mà chưa có đụng đến hai cái phần sau không? Thì nếu như mà các bạn chưa đụng đến hai cái phần sau ấy
thì các bạn hãy chịu khó các bạn nhớ những cái phần sau một chút, bởi vì hai cái phần sau nó quan trọng và nó hữu ích thậm chí là hơn rất nhiều so với cái phần đầu là cái phần liệt kê mẫu ngữ pháp. Đó, thì cái bài mà mình muốn nói ngày hôm nay là cái phần nối các cái trợ từ ấy, nối hai trợ từ, nó cũng nằm ở cái phần sau của cuốn ngữ pháp Shinkansen N2. Nhưng mà trước khi nói về cái phần bài đấy thì các bạn, nếu mà các bạn có sách thì các bạn có thể dở ra cái phần đấy, hoặc sau buổi hôm nay, sau buổi hôm nay các bạn có thể dở ra. Cái bài quan trọng đầu tiên ấy, nó là cái bài quy động từ mẫu ngữ pháp quy về dạng động từ gốc. Chúng ta thường có cái quan niệm là chúng ta học một cái mẫu ngữ pháp nào đấy giống như là một cái công thức và chúng ta ghi nhớ nó giống như là một cái công thức. Thế nên là chúng ta thực tế là đang nói đúng chính xác hơn là chúng ta đang học vẹt. Và khi mà người ta chỉ biến đổi cái công thức đấy đi một tí, người ta biến đổi cái cách nói đi một tí là chúng ta không biết lối nào để mà lần cả. Đó. Và cái việc chúng ta học như thế nó rất là nguy hiểm, bởi vì là ngôn ngữ ấy nó không bao giờ là những cái nó cố định giống công thức giống như toán học cả, mà nó luôn có cái sự biến đổi. Và khi mà chúng ta không hiểu bản chất của nó thì chúng ta sẽ không dùng được, và người ta chỉ thay đổi một tí là chúng ta lúng túng thôi. Thì cái bài thì các bạn dở đầu tiên là các bạn tìm cho mình cái bài là những cái mẫu câu quy về cái dạng động từ gốc. Phương Thảo, đa số mọi người học bỏ qua phần sau ạ. Đúng rồi, đa phần mọi người học là bỏ qua cái phần sau mà chỉ học ở cái phần liệt kê mẫu thôi. Nhưng mà trong cái khóa online của mình thì mình sẽ tận dụng cả cái phần sau nữa, bởi vì cái phần sau là cái phần để cho các bạn hiểu cốt lõi bản chất của những cái mẫu ngữ pháp. Ví dụ như là người ta sẽ liệt kê đây những cái mẫu như nisai shite, thì thực tế là nó là cái dạng động từ gốc là sai shiru, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn ra những cái phần động từ gốc của nó là như thế này. Và chúng ta từ giờ chúng ta lưu ý một điều trong đầu là khi chúng ta học ngữ pháp là chúng ta học về từ vựng. Bởi vì bản thân người nước ngoài của chúng ta học một cái ngôn ngữ, chúng ta chia nào là ngữ pháp, chia nào là kanji, chia nào là từ vựng. Nhưng với người Nhật chẳng hạn thì tất cả đối với họ đều là kotoba, đều là ngôn ngữ, đúng không? Kể cả bản thân chúng ta cũng vậy với tiếng Việt đấy. Chúng ta nói tiếng Việt giống như là một cái phản xạ tự nhiên và tất cả đều là ngôn ngữ, tất cả đều là kotoba. Chứ chúng ta đâu có chia là cái này là ngữ pháp nào, cái này là ngữ pháp nào đâu, trừ khi chúng ta là một người chuyên về tiếng Việt, đúng không ạ? Đấy, thì hãy khi mà chúng ta nhìn ra được cái phần bản chất của nó thì chúng ta cũng sẽ nhìn ra được cái sự liên kết và chúng ta sẽ hiểu chắc về nó hơn. Đấy, thì các bạn học cái bài đầu tiên là về cái phần động từ gốc của các cái mẫu câu đấy, để sau này người ta có chia sai đi một tí, biến đổi nó đi một tí, chúng ta cũng sẽ không 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 bị ngợp ở cái phần đấy. Thứ hai là nó cũng có cái hay là người ta sẽ gom những cái mẫu nó gần giống nhau vào một. Ví dụ ở cái phần này, người ta sẽ gom những cái mẫu mà gọi là yêu, thì người ta biến đổi thành những cái cách như là tối ta tối e bà tối yêu tô tối ta đã tối tê mộ khá đã tối tê, hoặc là tô bà y na cả đã, đúng không? Thì nó từ cái động từ là imas thì nó phải liên quan đến những cái nói là như thế nào đó. Thì các bạn cũng để ý những cái phần này nhá. Đương nhiên là trong một cái buổi livestream thì mình không thể giảng thích giảng giải kỹ hết được, nhưng mình giới thiệu qua để cho các bạn biết được rằng là cái phần 2 và cái phần 3 của nó là những cái phần đáng giá và mọi người đừng có bỏ qua với cái cuốn sách này. Hoặc là người ta sẽ dạy chúng ta nói về những cái cách nói cổ. Các bạn hay thấy là có những cái mẫu câu mà nó có cái đuôi dự, ví dụ như là Mokamawa dự hay là Otowa dự hay là Nikakawara dự, thì thực ra nó đều là cái dạng cách nói cổ của cái phần là nai là phủ định. Ví dụ như là cái mẫu đơn giản nhất là cái mẫu là Mokamawazu, đúng không ạ? Thì thực ra nó chính là cái cách nói cổ của cái từ là Kamawanai. Mà cái Kamawanai ngày xưa mà chúng ta học ở sơ cấp ấy, Kamawanai, khi mà chúng ta học ở sơ cấp ấy thì nó chính là cái từ là cái câu người ta hỏi là làm cái này thì có vấn đề gì hay không ấy, có việc gì hay không ấy. Ví dụ như là tôi ngồi đây thì có việc gì hay không? Koko ni subatte mo kamaimasen ka? Đó, thì cái kamawa này là không có vấn đề gì, mình không bận tâm đến cái chuyện đó. Đó, thì từ đấy các bạn sẽ hiểu là à, cái mo kamawa dự theo cái sắc thái là gì, dù cái n đằng trước là gì chăng nữa thì người ta cũng chẳng bận tâm. Ví dụ như là đi mua đồ mà không cần bận tâm đến chuyện giá cả. Nedam mo kamawa dự kaimono suru. Đó, thì các bạn sẽ hiểu được cái gốc gác bản chất nó. Hoặc là ví dụ như là với cái mẫu là otowa dự cũng vậy. Bởi vì là cái towa dự thì nó là towa này. Thoa này, đúng không? Mà cái thoa này là cái động từ của cái dạng phủ định của động từ thộ, là cái chữ vấn, trong cái nghĩa là vấn đề. Thì cái mẫu ô tô hoa dự nó sẽ theo cái kiểu là dù cho cái n đằng trước là gì đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề, ví dụ nam hay nữ thì cũng không thành vấn đề, vẫn có thể tham gia được chẳng hạn. Đan chỗ thoa dự đó,
Hoặc là ví dụ như là mẫu là Nikakawarazu thì nó là chính là cái từ là Nikakawaranai, tức là cái N đằng trước là gì cũng kanke nai, không có liên quan. Thì khi các bạn chia nó về cái dạng động từ gốc như thế này, các bạn sẽ hiểu bản chất của từ. Bởi vì trong những cái khóa online thì bao giờ mình cũng luôn nhắc mọi người là hãy hiểu cái bản chất của từ, và mình phân tích cái phần bản chất của từ để các bạn hiểu và các bạn thực sự là đã thấm nhuần được, chứ không phải là chúng ta theo cái kiểu như là học mà công thức, học kiểu lướt ngựa, kiểu như là cưỡi ngựa xem hoa ấy. Thì thực sự là nó xảy ra rất nhiều cái vấn đề là khi mà chúng ta không hiểu bản chất của nó. Hoặc ví dụ như là với những cái mẫu là dự jimai chẳng hạn, đúng không? Cũng như thế thôi. Ví dụ ngày xưa khi mà các bạn nghe những cái câu chuyện ấy thì bao giờ cái kết thúc là kết thúc người ta hay để là oshimai, tức là gì? Kết thúc rồi, obari. Thì cái jimai là cái dạng biến âm thôi. Cái dự đằng trước là nai, là không làm được cái gì đó, tức là một cái sự việc gì đó nó kết thúc mà mình không làm được. Ví dụ như là kỳ nghỉ dài thế mình chẳng đi đâu được, trôi qua mà mình chẳng đi đâu được, thì người ta sẽ dùng là Nenkyu wa doko e mo ikazu jimai datta. Đó, thì các bạn xem qua cái phần này cho mình nhá. Tiếp theo này, đó những cái mẫu liên quan đến mono người ta cũng liệt kê hết. Mọi người thì cứ hỏi, khi học ngữ pháp thì cứ hỏi là cô ơi, cô hãy tổng hợp tất cả những cái mẫu có liên quan đến mono đi. Nhưng mà thực ra là trong sách nó tổng hợp hết rồi. Người ta đưa cả cái ví dụ như thế này, nhưng mà thường mọi người lại không mấy khi mọi người để ý những điều đó, hoặc là những cái mẫu có liên quan đến cô tổ. Đó, bỏ qua hết những cái phần này. Thì cái phần mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn, nó nằm ở đây này, cái mẫu liên quan đến wake người ta cũng liệt kê hết này. Nó nằm cũng nằm ở cái phần sau này. Đó là cái dạng mà người ta nối hai trợ từ lại với nhau. Đó, có nhiều bạn mà không biết về cái phần đấy, thì thực ra trong sách nó cũng có hết cái dạng nối hai trợ từ lại với nhau nhá. Để mình kéo rút xuống một chút, không biết là nó nằm ở trang bao nhiêu tự nhiên quên mất. Và còn một cái điều nữa này, khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất của cụm từ, hiểu được cái chức năng của một từ trong câu ấy là nó nằm ở cái vị trí nào, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc là chúng ta kumitate, chúng ta sắp xếp câu. Đó, nó còn một cái phần nữa là cái phần để cho chúng ta sắp xếp câu. Bao giờ các bạn đi thi ở cái phần ngữ pháp ấy thì mọi người có vẻ như là mọi người làm khá ổn ở cái việc là lựa chọn các cái câu nào cho vào vị trí. Nhưng mà có hai cái phần mà mọi người thường sẽ làm kém nhất, đó là cái phần sắp xếp câu, và thứ hai nữa là cái phần đọc hiểu ngữ pháp. Sắp xếp câu bị làm kém là thường là sẽ dịch nghĩa chứ không nhìn vào cái chức năng của từ, không nhìn vào cái cấu tạo của cái từ đấy trong câu. Còn cái phần đọc hiểu ngữ pháp thì cũng cứ tựa tựa kiểu như vậy. Thì cái phần sau của cái cuốn Shinkansen này nó có một phần nữa là nó dạy chúng ta về cái bun no kumidate, tức là kumidate tức là chúng ta sắp xếp câu như thế nào. Đó, nó sẽ có từng cách để chúng ta sắp xếp. Ví dụ như là cái bài đầu tiên thì nó sẽ liệt kê cho chúng ta những cái dạng gọi là cố định rồi, kimatta katachi. Thì những cái dạng cố định như thế này, ví dụ như là người ta nói là nếu mà nó có karatuite thì kiểu gì đằng sau nó cũng là sẽ là những cái dạng phủ định một phần, kiểu như là wakerewa nai hoặc to wa kagira nai. Đó, thì các bạn để ý những phần này nha. Đó, hoặc là ví dụ như là nếu mà có sai bạ thì sẽ có những cái gì đó, nó sẽ đi thành cặp với nhau. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ làm được cái phần sau này. Đây, đến cái phần này thì chúng ta có là cái dạng mà hai trợ từ nối với nhau. Thì khi mà hai cái trợ từ này nối với nhau ấy thì thực tế nó chính là cái dạng bổ ngữ cho danh từ. Bổ ngữ danh từ nhá. Nếu mà các bạn đang có sách thì các bạn có thể dở cái cuốn sách này ở trang số Shinkansen Master ngữ pháp của N2, đầu ở trang số 142. Ngọc Moon cô ơi, phần clip somatome cô xóa rồi em tìm mòn mỏi không thấy. Mình không xóa video nào cả. Các bạn có thể xem ở trên kênh YouTube, hoặc là các bạn vào cái trang web Thảo Lê GP ở cái trong cái khóa miễn phí là khóa chinh phục N2, thì có những cái video nào thì nó sẽ nằm ở trên cái video đấy thôi. Cái đợt đấy thì mình có làm cái clip của somatome nhưng mà làm chưa đầy đủ bạn ạ. Còn bị hình như là còn bị thiếu mất mấy mấy chương nữa chưa có làm hết. Ừ. Để đợt tới nếu mà mình có thể sắp xếp được cái thời gian thì mình sẽ livestream clip những cái phần ngữ pháp somatome đấy nhé. Nhưng mà chắc là cũng phải đến cái đợt mà gần thi tầm khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó. Chứ không không xóa. Một số cái video cũ của ngày xưa thì có thể là nó bị một tí cái bản quyền về nhạc. Chẳng hạn như là khi làm chèn một số nhạc nền thì nó tự động nó bị xóa thôi, chứ mình không xóa cái phần video nào cả. Có phần để riêng tư hả? Thế thì để mình check lại nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái phần bài này. Đó, để các bạn hiểu là
cái dạng trợ từ ghép với nhau như thế nào. Mọi người có nhìn rõ cái màn hình không ạ? Đây mình đang phóng thử cái màn hình sách, có thể nó sẽ hơi mờ một tí, để mình phóng to lên một chút nhé. Ủa chết rồi, to quá rồi. Ý rồi. Rồi. À, đây. Nhìn rõ không? Ui to quá. Đợi một chút để mình chỉnh lại. Trời ơi bé thì bé quá mà to thì to quá làng ơi. Rồi rồi ok. Đây, thứ nhất là cái dạng mà một trợ từ, bạn để ý này. Cái dạng thứ nhất là cái dạng mà một trợ từ cộng với no và cộng với một danh từ đằng sau. Thì bản chất nó là cái dạng rút gọn và để nó bổ ngữ cho cái danh từ N đằng sau. Ví dụ nhé, một cái câu bình thường của chúng ta là cái vé đi ga Tokyo, đi đến ga Tokyo thì người ta để là Tokyo ekimade ikup kippu, đúng không? Cái vé đi đến ga Tokyo. Thì cả cái phần cụm động từ đằng trước là đi đến ga Tokyo sẽ bổ nghĩa cho danh từ N là kippu ở đằng sau. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách rút gọn nữa và vẫn đảm bảo là để bổ ngữ cho danh từ đằng sau. Thì chúng ta có thể rút gọn cái động từ này đi, đúng không ạ? Rút gọn cái động từ, tức là chúng ta có thể bỏ cái động từ ikku đi. Tuy nhiên ấy, thì nếu như chúng ta bỏ cái động từ ikku đi thì chúng ta không thể là cộng made với một danh từ được. Các bạn nhớ cái quy tắc sắp xếp, cái trật tự sắp xếp trong một câu. Chúng ta không thể để một cái trợ từ, ví dụ cái trợ từ made, nó đi với một danh từ được. Trừ khi nhá, là cái trợ từ o chẳng hạn, là nó sẽ đứng giữa để nó kết nối giữa một danh từ làm tân ngữ và một động từ. À, để chỉ cái nghĩa là cái hành động vê đựng này là tác động đến cái n, ví dụ như là ăn, ăn cái gì, ăn cơm, thì cái cơm nó sẽ là tân ngữ, thì trừ khi cái trường hợp đấy là trợ từ đi với danh từ thôi. À comment, cái trường hợp này cũng không phải là danh từ đúng mà là động từ đúng không? Còn về cơ bản là gì, không có cái kiểu là một trợ từ và đặt cộng đằng sau nó là một danh từ, nên chúng ta không thể để là Tokyo ekimade kippu, nên lúc này chúng ta buộc lòng phải thêm cái no đúng không ạ? Thì cái cấu trúc này các bạn để ý nhá, là lúc này thực tế nó là cái dạng rút gọn động từ đi và nó chỉ để cái trợ từ cộng với no cộng với một danh từ đằng sau để bổ nghĩa cho danh từ đằng sau. Ví dụ như là mate thì sẽ là mate no, de thì sẽ là de no, đúng không? À, tai nạn xảy ra ở cái đường chắn tàu, hoặc là nói chuyện với ai, nói chuyện với bố mẹ, to shita hanashi ai, thì có thể dùng là ryoshin to no hanashi ai. Duy chỉ có một số trường hợp đặc biệt này. Ví dụ như là cái món quà mà mình tặng mẹ, haha ni ageru okurimono, thì chúng ta không thể dùng với ni no, bởi vì là thường á cái vần n n á hai cái nó ghép với nhau ấy thì người ta đọc nó sẽ khó. Thế nên người ta đây bắt buộc là người ta sẽ phải chuyển đổi. Thì những cái trường hợp mà ở trong cái dạng gốc người ta để là ni thì người ta sẽ chuyển thành e, đúng không? Haha e no okurimono, chứ không có hanan haha ni no, nó bị giống như dạng níu lưỡi ấy. Đó. Thì hầu hết là với tất cả các trợ từ đều đi được với no, chỉ có cái trường hợp là ni thì phải biến đổi thành eno. Và thứ hai nữa là những cái trợ từ như là trợ từ ga chẳng hạn, đó thì cũng không thể là ga no, không có nhé. Đó, bởi vì là những cái như là trợ từ ga thì người ta có thể thay thế nó bằng no luôn rồi, hoặc là wa thì cũng không có cái dạng là wa no đúng không ạ, đó. Hoặc là o thì cũng không có cái dạng là o no đó. Những cái như là ga này, wa này, thì nó sẽ không ghép với no đúng không ạ? Còn những cái dạng trợ từ như thế này thì nó sẽ ghép, và bản chất của nó là cái dạng mà chúng ta rút gọn cái động từ đi. Thì cái cách này nó cũng giống như cách nói trong tiếng Việt của mình thôi. Ví dụ như mình nói là cái vé đi đến ga Tokyo là nói trọn vẹn đúng không? Nhưng mà mình có thể học cái cách rút gọn là gì? Vé đến Tokyo, tức là bỏ cái chữ đi đi đúng không? Đó, vé đến Tokyo. Thì tất cả những phần này là nó bổ ngữ cho danh từ. Nhiên Nhiên có hỏi là Sensei ơi, học N2 thì nên học sách nào ạ? Thực ra thì có rất nhiều sách để cho chúng ta học đúng không ạ? Rất nhiều sách, nhưng mà chúng ta có thể đừng 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 chỉ học một cuốn nhé. Ví dụ nói về ngữ pháp, đừng chỉ học một cuốn, bởi vì là một cuốn nó sẽ không thể nào đảm bảo đầy đủ hết tất cả những cái phần Hyogen cho chúng ta. Ví dụ như là cái cuốn mà mọi người hay dùng nhất là cái cuốn Shinkansen chẳng hạn. Thì nếu mà học mình cái cuốn Shinkansen thì nó cũng chưa hẳn là đầy đủ, bởi vì Shinkansen không không thể bao quát được hết được.
Đó, thì chúng ta sẽ chắt lọc đầu tiên là với những cái Hyogen theo cái dạng mẫu cố định thì các bạn có thể học nhanh được. Còn những cái phần xu hướng ra đề ngữ pháp những cái năm gần đây ấy, thì người ta ít ra đề theo cái kiểu là chúng ta cho cái mẫu vào là xong, mà chúng ta bắt buộc là phải phân tích. Đó, phải phân tích nó, ví dụ như là nó có thể có từ những cái mẫu là từ N4, N3 cơ, thì bắt buộc chúng ta lại phải hiểu những cái gốc gác đấy. Nên là chúng ta có thể kết hợp, ví dụ như là kết hợp từ những cái phần sin cộng với quyển trai cũng được, hoặc là kết hợp với quyển somatome cũng được. Tức là chúng ta sẽ chắt lọc mỗi cái một ý, và chúng ta sẽ theo cái quan niệm là học ngữ pháp nó không phải là công thức, mà chúng ta sẽ học càng nhớ càng nhiều từ, càng nhiều cái hyogen. Cái hyogen nhá, các bạn hiểu nó sẽ là những cái hyogen. Thì giống như là việc là chúng ta đấy là đang là chắc ngữ pháp rồi, chứ đừng có rạch ròi cho cái việc là cái này là ngữ pháp mà chỉ học ngữ pháp mà không phải. Nhiều khi cái ngữ pháp ấy nó đến từ những cái phần bài đọc hiểu cơ. Đó. Chắt lọc đi. Thuận Dương có cái chia sẻ trên YouTube, các bạn có thể dùng xem trên những cái video trên YouTube, có những cái video về lộ trình cũng có, hoặc là các bạn có thể tự xem là ví dụ như Shinkansen thì có thể chắt lọc được cái phần nào, bởi vì là cái bản thân chúng ta cũng không có đủ thời lượng để học trọn vẹn được hết, thì chúng ta xem những cái phần nào mà bản thân mình đang gọi là hỏng một chút, ví dụ như là cái phần 2 3 của Shinkansen là mình chưa nắm được cái cấu trúc câu này, chưa nắm được cái cách sắp xếp câu này, thì mình có thể học cái phần đấy, chứ đừng có chỉ học theo cái, quan trọng là đừng có chỉ học theo công thức, mà hãy học theo cách là mình hiểu cái vấn đề đó, và mình có thể những cái phần ngữ pháp cũ ấy. Đây mình giới thiệu với các bạn hai cái cuốn này nữa. Các bạn có nhìn thấy màn hình không? Cái cuốn này là cái cuốn mà tổng hợp 20 chủ điểm ngữ pháp sơ cấp. Cái cuốn này thì mình đã từng làm video ở trên YouTube. Đó thì nó sẽ có những cái chủ điểm, ví dụ như là ngữ pháp liên quan đến trợ từ wa, trợ từ ga, ngữ pháp liên quan đến dạng tự động từ, tha động từ, rồi kính ngữ, rồi dạng bị động sai khiến các kiểu. Đó thì nếu như mà các bạn cảm thấy là những cái phần đấy mình vẫn còn chưa chắc khi mà chúng ta học nhá, nếu mà phần nào mình còn thấy ai mai thì hãy cố gắng tìm một cái người nào đấy để chúng ta hỏi. Và nhanh nhất là có thể tham gia cái lớp của mình, bởi vì là trong cái lớp online ấy, thực ra là mọi người hỏi, kể cả N1, mọi người hỏi những cái câu hỏi sơ cấp này rất là nhiều. Đừng có để những giống như nó giống như là một cái lỗ hổng mà chúng ta cứ để nó lâu ngày nó càng dần nó càng càng to ra ấy. Đó. Nếu như tự mình không học được thì có thể tìm kiếm một cái khóa học online nào đấy mà ở đó người ta có thể giảng giải chi tiết những cái phần ngữ pháp đấy cho các bạn. Đó. Thì các bạn hoặc là tìm kiếm một cái lớp offline nào đấy mà giáo viên có thể giảng giải những cái phần đấy để chúng ta bù lắp những cái phần trước, chứ đừng có quan niệm là phải chạy theo cái việc là phải nhớ được nhiều mẫu, đừng quan niệm cái chuyện đấy nhá. Đó thì một là các bạn có thể ôn lại những cái phần sơ cấp từ cái cuốn ngữ pháp 20 chủ điểm ngữ pháp này. Cái cuốn này thì mình không làm hết 20 chủ điểm, mình đã làm cái video của nó rơi vào tầm khoảng hơn 10 cái video về những cái ví dụ như là cách cử sử dụng của VTI cự hoặc là T cự như thế nào, nó cũng nằm trong cái cuốn này. Đó, nếu mà các bạn muốn có cái link PDF của cuốn này, mình đã từng đăng trên fanpage rồi thì phải, nhưng mà chắc là lâu rồi nó bị trôi rồi, thì các bạn có thể inbox vào trong fanpage thì tư vấn sẽ gửi cho các bạn cái link này. Hoặc là nếu cao hơn thì nó cũng có một cái nữa là 20 chủ điểm, nhưng mà cái phần ở trung cấp thì nó sẽ cao hơn một chút. Đó, thì các bạn nếu như cảm thấy là mình vẫn còn đang còn bị hỏng những cái phần đấy thì hãy cố gắng bù đắp vào nhé. Rồi tiếp theo này, ngoài cái dạng trợ từ nối như vậy ấy, thì chúng ta còn có một cái dạng nữa là những cái mẫu mà chúng ta đã học ấy, nó vẫn được có thể được nối với no và đằng sau là một danh từ. Cái điều này khi mà các bạn nhìn cái phần này thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là nếu mà chúng ta học công thức thì nó sẽ bị sai rất là nhiều, đúng không? Có thể sẽ bị thiếu hụt. Ví dụ như là khi chúng ta học với mẫu ni atate hay là khi mà chúng ta học với mẫu ni saiste thì chúng ta thấy là người ta phân tích là gì? Ni atate thì đằng sau nó là cái phần động từ và luôn luôn nó học theo mẫu công thức như vậy. Nhưng ở đây chúng ta lại còn thấy là ni atate no, tức là đằng sau nó là một danh từ nữa. Thì cái phần này chính là cái phần người ta liệt kê ra là có một số cái dạng hyogen, có một số cái dạng mẫu này nó có thể đi với no cộng với một danh từ đằng sau để bổ nghĩa danh từ n. Ví dụ như trong cái câu này đơn giản là câu trước là những cái chuẩn bị cần thiết khi, cái ni atate là khi đúng không ạ? Khi xin việc đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta dùng cái ni atate thì cái vế đằng sau nó cái vế đằng sau đây là một cái tính từ đúng không? Nhưng khi mà chúng ta muốn lược bớt đi, rút bớt đi cái tính từ cần thiết đi, và chúng ta chỉ cần muốn để là chuẩn bị khi xin việc. Đó. Thì lúc đấy chúng ta không thể để là ni atate junbi được, bởi vì bản thân cái atate là cái động từ gốc của chúng ta là ataru. Các bạn hiểu cái phần bản chất nhé. Cái mẫu ni atate thì cái động từ gốc là ataru.
Và khi mà chúng ta chia một động từ từ về VT thì chúng ta không thể đi đằng sau nó là một danh từ trực tiếp được nếu như nó không bổ nghĩa, đúng không? Đó, VT như thế này thì không thể dùng là atate cộng với một danh từ luôn được. Thì bắt buộc lúc này á, atate muốn đi với một danh từ là phải nối bằng cái trợ từ no. Đó, thì những cái mẫu này nó có thể chia được về cái dạng VT cộng với no và một danh từ để chúng ta mở rộng thêm cái kiến thức của chúng ta. Đó. Ngoài ra này, ngoài ra thường ấy thì ví dụ với những cái dạng như thế này, các bạn thấy là cái câu đầu tiên này, một cái bài hát mà được sáng tác dựa vào một cái câu chuyện dân gian nào đấy, Miyo mono toshite tsukutta, đúng không? Ega, uta này. Đó, thì khi mà các bạn để là mono toshite và bây giờ các bạn muốn lược bớt đi cái động từ mà chúng ta chỉ cần để danh từ thôi để làm sao bổ nghĩa cho cái danh từ uta, một cái bài hát sáng tác dựa vào cái này thì bây giờ mình có nói là bài hát dựa vào những cái câu chuyện dân gian, đó, những cái câu dân ca. Đó thì lược đi cái động từ tsukutta, đúng không ạ? Thì trong cái trường hợp này mình không thể để là monotoshite được, bởi vì như lúc nãy nói là cái động từ chia về VT nó không thể cộng trực tiếp với một danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đấy được. Vậy thì bản chất ấy, nó sẽ có một số mẫu mà chúng ta học ấy, là ví dụ như là những cái mẫu như là monotoshite hoặc là motojite hoặc là sotte hoặc là ojite, thì khi mà các bạn học ở trong cái công thức ấy thì người ta cứ thay ghi cái công thức như vậy thôi. Nhưng cũng có những cái trường hợp các bạn thấy là ơ tại sao khi đằng sau nó là một danh từ thì cái những cái mẫu này nó lại được chia về v tạ. Có bao giờ đặt ra cái câu hỏi đấy không ạ? Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về cái khái niệm này này. Như lúc nãy mình nói ở trong cái bài đầu của cuốn này ấy thì nó nói là có những cái động từ nó sẽ được quy về động từ gốc, đúng không? Ví dụ như là mô tô dư tệ thì cái động từ gốc của chúng ta là mô tô dư cự. Để mình xóa cái này nhá. Ví dụ nhá. Mô tô dư tệ thì cái động từ gốc của chúng ta là mô tô dư cự, dựa vào một cái gì đó, đúng không? Hoặc là ví dụ như những cái mẫu như là ní sốt tệ chẳng hạn. Sốt tệ thì cái từ kanji của nó chính là cái chữ duyên. Duyên này cho cái nghĩa đầu tiên là dọc theo cái gì đó. Ví dụ đi dọc bờ sông. Kawa ni sotte, đúng không ạ? Thì cái động từ gốc của chúng ta là sộ. Đó, thì dọc theo, bám theo. Thì từ đấy nó mới triển khai lại cái nghĩa bóng là theo cái gì đó. Ví dụ ở đây chúng ta có một câu là tiến hành cái công việc theo như cái bảng kế hoạch, đúng không ạ? Theo như ni sotte, đằng sau là động từ này. Đó, thì có những cái mẫu này, đây là cái dạng động từ gốc của nó. Thì nếu như đằng sau là danh từ ấy, thì cũng có khi nó sẽ được chia về cái dạng từ, động từ gốc, tức là về được. Nhưng cũng có những khi mà các bạn thấy là nó chia về cái dạng quá khứ. Ví dụ ở đây là sotta, sagyo nè. Đó. Thế thì tại sao nó lại chia về quá khứ? Cái việc mà nó chia về quá khứ ở đây ấy, thì nó sẽ không liên quan đến cái việc là người ta có chia nó là thời gian quá khứ hay hiện tại tương lai. Thông thường chúng ta học trong tiếng Nhật là những cái hành động nào trong quá khứ phải chia về quá khứ, hành động nào tương lai thì chia tương lai, đúng không? Nhưng những cái này á, nó không có liên quan đến thời gian. Những cái này không có liên quan đến thời gian các bạn nhé. Mà có một số cái trường hợp những cái mẫu này á, nó sẽ được chia về quá khứ khi nó bổ nghĩa cho danh từ N đằng sau. Và tại sao nó được chia về quá khứ là bởi vì những cái trường hợp này á, lúc này á, người ta coi nó như là một cái tính từ luôn để nó bổ nghĩa danh từ đằng sau. Thế nó nên là nó được chia về quá khứ và người ta coi nó như một tính từ chứ không phải là về yếu tố về thời gian là quá khứ đâu nhá. Đó, không phải những cái này nó không phải liên quan đến yếu tố về thời gian là quá khứ. Ok chưa? Thì đấy là những cái phần người ta mở rộng để chúng ta biết là bổ ngữ cho một cái danh từ là như vậy. Đó, đấy các bạn nhìn thấy đây này. Đây với những cái mẫu này là bổ ngữ cho danh từ đằng sau là người ta đều chia về v đữa hết. Ví dụ như là Konen ni wataru koji, đúng không? Hoặc là Jikogen ni kansuru chousa là chia về v đữa hết. Đó, chia về v đữa hết. Nhưng có những cái thằng oái oăm như cái thằng trên này thì cũng có những trường hợp nó chia về v tạ. Thì cái việc nó chia về v tạ đấy không không phải với nghĩa là quá khứ đâu mà nó chỉ đơn giản là lúc này cái chức năng của nó người ta coi nó như là một cái tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng sau vậy nhá. Đấy. Thì từ cái phần này thì các bạn sẽ biết cách để sắp xếp những cái dạng câu trong cái bài sắp xếp như thế này để biết là cái nào nó bổ nghĩa cho cái nào và khi đi một danh từ thì như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử nhá. Chúng ta sẽ làm thử một cái bài dấu sao ở trong cái cuốn Shinkansen này. Nếu mà không biết về cái cách sắp xếp thì sẽ cảm thấy nó hơi khó một chút. Mọi người thử sắp xếp thêm nha. Ồ, nãy giờ nói mất 35 phút rồi. Chúng ta sẽ làm thử tầm khoảng 20 phút. Để từ đấy các bạn sẽ phân tích được ra. Và tối nay nếu như mà ai đang học ngữ pháp về cái phần này mà đang bỏ qua
cái phần sau của cuốn ngữ pháp của cuốn Shinkansen mà đang bỏ qua cái phần sau thì nhớ học cái phần sau nha. Phần sau của nó còn cái dạng bài đọc hiểu ngữ pháp nữa cơ. Đó. Ở trong lớp live stream N2 lớp online N2 giai đoạn 1 hiện tại đang học cái cuốn Shin này và cả cái phần sau của nó nữa. Rồi cả những cái phần ngữ pháp mà mình tổng hợp nữa, bởi vì một cuốn ấy nó sẽ không thể đầy đủ hết được. Mọi người thử comment xem cái câu số 1 này chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào ạ. À, mọi người comment luôn cái trật tự của nó giữa bốn cái vị trí này luôn nhé, chứ đừng comment mình cái vị trí sao nhé, để chúng ta biết là sắp xếp câu nó sẽ sai như thế nào. Ví dụ cái câu này này, các bạn nhìn thấy là ni atate đúng không ạ? Đầu tiên về cái dạng sắp xếp sao này gì? Là đầu tiên phải nhìn ra cái ngữ pháp của nó. Thường á, thông thường bởi vì sao? Bởi vì cái ngữ pháp sẽ là cái key đầu tiên để tìm ra cái phần nghĩa. Ở đây chúng ta có là atarashi mise open suru, mở một cái nhà hàng mới, thì chắc là nó phải liên quan đến ni atate, là khi mở một cái nhà hàng mới như thế nào đó đúng không ạ? Rồi. À, Thị Huynh comment là 3124. Các bạn nhìn cái phần ngữ pháp nhá. Ni atate, yoyaku là cuối cùng thì như thế nào đó. Hoshin là cái phương châm, thường là cái phương châm hành động hoặc phương châm hoạt động, và cái phương châm cái hoạt động của một cái doanh nghiệp hoặc của một cái công ty nào đó đúng không? Thì vậy ý của nó ở đây, đầu tiên này, nhìn mẫu ngữ pháp, sau đó tìm cái chủ ngữ cho nó. Ví dụ cái câu này chúng ta chưa thấy cái chủ ngữ đâu cả, thì chủ ngữ ở đây có thể nó sẽ là hoshin cả cái một cái phương châm gì đó, thì nó đã được katamatte kita, đã được đưa ra cố định luôn rồi đúng không ạ? Katamatte kita. Cái dạng than tự động từ của nó là katamaru này. Đó, chữ cố sao mới nghĩa là một cái gì đó nó đã được quyết định, cố định chắc chắn rồi đúng không? Đó, ý là như vậy. Thì cái phần này khi mà chúng ta nhìn thấy no thì các bạn thấy là nãy giờ nếu như chúng ta đã biết được cái cách kết hợp lúc nãy là ni atate có thể cộng với no và cộng với một danh từ thì chúng ta dễ dàng tìm được ra được là cái chỗ này nó sẽ phải là gì? Đầu tiên là khi này, đúng không ạ? Ba này. Và giữa cái danh từ này thì không thể để là hoshinga được mà phải có no đúng không? Phải là một này. Sau đấy thì sẽ đến gì? Bốn này, là cái chủ ngữ đúng không ạ? Cái phương châm gì? Phương châm khi mà bắt đầu mở lại những cái quy định á đúng không ạ? Thì cuối cùng đã được lên kế hoạch, đã được cố định sẵn rồi đúng không ạ? Đã được gọi là quyết định rồi ấy, theo kiểu như vậy. 3 1 4 2 đúng không? Đó, thì chỉ cần là chúng ta biết những cái phần kiến thức đấy thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm vững hơn, còn nếu mà không biết thì thường sẽ rất là lúng túng, không biết là cái nô này mình sẽ vứt nó đi đâu đây. Hoặc là ví dụ về câu số 2 ạ. Câu số 2 thì chúng ta sẽ để như thế nào? Câu số 2 này chúng ta có kotairu đúng không? Kotairu thì cho những cái kiểu như là, một là trả lời này, hai là trong cái kiểu là đáp ứng này, đúng không? Chữ ứng này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là negai thì chắc là nó sẽ đi với đáp ứng lại cái nguyện vọng đúng không? Ý của cái câu này là người ta nhắm đến một cái mục tiêu, hướng đến một cái mục tiêu, mezashitemasu, là xây dựng một cái thành phố mà cái thành phố đấy nó sẽ đáp ứng được đầy đủ cái nguyện vọng của người dân đúng không? Ngọc Moon thì trả lời là câu này sẽ là 2314, 2341. Mai Trang thì để là ở đâu? 3142. 2341. Thế bây giờ nhá, chúng ta thử để xem là cái 2341 có được không nhá. Thứ nhất là ni kotairu. Sau đấy đến shikari. Shikari cái chức năng của nó là gì? Shikari chức năng của nó là một phó từ. Một phó từ thì nó sẽ bổ nghĩa cho một động từ. Nhưng đằng này cái shikari để đứng lửng lửng và đằng sau là một danh từ. Vậy thì như thế là không phù hợp đúng không? Như thế là không phù hợp. Cái cách sắp xếp của chúng ta này là đáp ứng một cách đầy đủ. Shikari là người ta thể hiện, nghĩa là mình làm cái gì đó một cách chắc chắn, trọn vẹn, đầy đủ, chỉn chu đúng không? Shikari. Đó, thì ở đây á không thể với nghĩa là mình nhắm đến một cách đầy đủ được, mà là gì? Đáp ứng một cách đầy đủ, trọn vẹn. Đó. Thì chỗ này á cái shikari nó phải bổ nghĩa cho động từ kotai được. Đúng không? Nên chúng ta sẽ phải xếp là shimin no negai ni là hai này. Shikari. Rồi đến tiếp theo là gì? Hai rồi đến gì ạ? Bốn nhá. Shikari. Kotairu. Này. Ba này. Và cuối cùng là một. Hai, bốn, ba, một. Thế mọi người đều sắp xếp bị sai đúng không ạ? Hai, bốn, ba, một mới chính xác. Ví dụ như các bạn sắp xếp là hai, ba, một, bốn chẳng hạn. Thì sẽ là negai ni
cột tay đứ. À, tức là các bạn sẽ cho cái shikari để bổ nghĩa cho cái mezashitemasu, đúng không? Đó thì cái này ở trong cái nhóm cái lớp N2 online cũng có bạn cảm thấy thắc mắc ở cái phần câu hỏi này là tại sao cái shikari nó không bổ nghĩa cho cái mezashite được mà lại bổ nghĩa cho cái kotai được. Bởi vì như thế này này, shikari như lúc nãy mình nói á, là nó thể hiện cái nghĩa là gì? Bổ nghĩa cho một động từ để thể hiện là mình làm cái gì đó một cách rất là chắc chắn này, làm một cách rất là trọn vẹn này, làm một cách rất là đầy đủ, chỉn chu này. Thì không thể là nhắm đến một cách chắc chắn được, nhắm đến một cách trọn vẹn, nhắm đến một cách chỉn chu được, mà là chỉ nhắm đến một cái gì đấy thôi. Nên là nó không bổ nghĩa cho cái động từ mezashitemasu. Ở đây là người ta mezashitemasu là người ta hướng đến xây dựng một cái thành phố như vậy. Nó chỉ cần một cái tân ngữ thôi, nó không cần cái bổ ngữ cho cái động từ. Nên là chúng ta không dùng cái shikari để bổ nghĩa cho mezashite, mà cái shikari sẽ bổ nghĩa cho cái kotai được nè. Đó, nên chỗ này phải là 2, 4, 3, 1 nha. Đó, thế các bạn sẽ thấy là cái dạng này rất là khó khi mà chúng ta không phân tích được cái thành phần bổ ngữ này, không phân tích được cái sắp xếp của nó như thế nào. Nên đa phần mọi người là đều cảm thấy ớn cái dạng này. Đúng không? Câu số 3. Ngọc Môn vừa mới làm một câu đã sai rồi, đầu không xuôi rồi. Thôi cứ bình tĩnh. Biết đâu đầu không xuôi nhưng đuôi lại lọt thì sao? Thử với câu số 3 nhé. Với câu số 3 thì mọi người nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Câu số 3 các bạn nhìn thấy cái ngữ pháp của chúng ta là ok được nè. Ok được thì các bạn sẽ liên tưởng đến ngay đến cái mẫu là gì? Ni oite. Nhưng mà nếu như là nó đằng sau là một danh từ thì nó sẽ biến về cái dạng là nguyên mẫu đúng không? Ni oke được. Mà nếu đã là ni oke được rồi thì đằng sau nó phải là một cái danh từ nữa. Đó. Thì thường á, là ni oke được dùng ý nghĩa là gì? Trong một cái vấn đề nào đó, đúng không? Hoặc là trong một cái phạm vi nào đó, tại một cái gì đó, đúng không? Vũ Phượng CC này mới đấy ạ. Đây là của N2 nhá. Quang Khánh comment là 4213. Thì bây giờ các bạn cùng nhìn này. Đầu tiên là nhị thì bây giờ phải là ok được, đúng không? 4 này. Sau đấy thì các bạn phải đi tìm một cái danh từ cho nó. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái danh từ làm chủ ngữ luôn ở đây. Đó là gì? Là cái kadai no hitotsu, một vấn đề. Nhưng mà các bạn lại cũng có một cái đằng trước nữa là saidai no. Đó, thì tức là cái saidai này phải đứng trước cái danh từ một này. Thì cái này chúng ta phải cho cái hai vào trước đã. Một trong những cái vấn đề lớn nhất ở cái thế kỷ hiện tại của chúng ta, đúng không ạ? Saidai no kadai no hitotsu ba 421 đó là gì? Đó là chúng ta phải làm mất đi, đúng không ạ? Phải xóa tan đi cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt về loài giống người, người da nào, da màu nào, đúng không? Từ cái thế kỷ trước nó còn tồn đọng lại, đúng không ạ? Jinshu sabetsu. Thì cái phương án là 4213. Chưa ạ? Tiếp theo câu số 4 nha. Mọi người nhìn rõ không ta? Câu số 4 chúng ta cố thêm một mấy câu nữa thôi. Cái buổi hôm nay thì hy vọng là mình đã giới thiệu đến cho các bạn là cái cách để chúng ta học cái phần ngữ pháp của cái cuốn Shinkansen như thế nào cho hiệu quả và cái cách học ngữ pháp như thế nào. Bởi vì thực tế là mọi người đang bị học thêm ngữ pháp theo công thức và cái cách đấy nó sai sai rất nhiều, đừng có áp dụng toán vào vào ngôn ngữ. Câu số 4 này ạ. Thì chúng ta nhìn này, chúng ta có toyu. Toyu thì đứng sau nó sẽ là những cái danh từ để bổ nghĩa là cái N mà như thế nào đó, nó diễn giải đúng không? Nó giải thích đúng không? Rồi chúng ta có bikkuri suru yona thì đằng sau cái yona cũng phải là một danh từ này, đúng không ạ? Các bạn có này, kesa no shimbun ni, trên báo sáng nay thì có đăng một cái bài. Kichi ga notte ta, cái phần này là tự động từ nên là đi với trợ từ ga, đúng không? Có đăng một cái bài. Bài đấy về cái nội dung là gì đó, đúng không? Một đứa bé 8 tuổi thì nó đã zenkoku o tabista, nó đã đi đi vòng quanh cả đất nước, đúng không? Tabista. Và hitori de thì nó sẽ bổ nghĩa là nó đi với cái trạng thái như thế nào, đi với nhiều người hay là đi một người. Và cái nội dung của bài báo này là nội dung mà khiến cho mọi người rất là giật mình, đúng không ạ? So sánh vận dụng có thể làm cho mọi người rất là giật mình. Bất ngờ, bikkuri suru yona. Này. Thì cái chỗ này sẽ phải sắp xếp như thế nào ạ? Thì huynh thì để là 4 1 2 3. Nào comment 4 1 2 3. Có đúng không đây? Hay là bạn ấy comment cho cái câu lúc nãy?
là comment cho câu lúc nãy đúng không? Thu Đinh thì comment là 2413. Nguyễn Phương 4213. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem nhá. Bây giờ này, nếu như chúng ta rất là khó sắp xếp bởi vì nhiều cái nó loằng ngoằng thì các bạn hãy tìm bắt cặp với nhau. Các bạn hãy tìm bắt cặp với nhau nhé. Ví dụ này, cái 2 và cái 4 sẽ phải bắt cặp là 1 với nhau. Đi vòng quanh thế giới như thế nào? Đi một mình thì cái 2 và cái 4 sẽ phải bắt cặp là 1 này. Đúng không ạ? Cái Bikrisuriona thì đằng sau nó phải là một danh từ bổ ngữ. Thì nó sẽ phải bổ ngữ cho cái gì? Nó sẽ phải bổ ngữ cho cái bài báo. Kỳ dị. Cái bài báo mà khiến chúng ta rất là bất ngờ, chứ không phải là đứa bé bất ngờ, mà là cái bài báo với nội dung khiến cho chúng ta bất ngờ. Và bất ngờ với nội dung là gì đó thì cái to you nó sẽ đứng trước cái bikuri. Đúng không ạ? Đó, thì cái chỗ này á, chúng ta sẽ dùng là hai trước này. Đúng không ạ? Hitori de zenkoku shita tabishita. Đó. Và cái nội dung bất ngờ đó là, đúng không ạ? To you mà, thì cái chỗ này sẽ là một này. Và cái thành phần để bổ ngữ tiếp cho một cái danh từ này nữa đó là cái 3. Nên là cái sự sắp xếp sẽ phải là 2 4 1 3. Thì bình thường chúng ta thấy là cái to you sau nó là một cái danh từ, cái n như thế nào đó, nhưng cũng có khi chúng ta có thể chêm vào trước cái danh từ này một cái tính từ nào đó. Ví dụ đây chúng ta chêm vào một cái câu là bikuri suru yona, một cái n bất ngờ là gì đó, đúng không? Đó, vẫn có thể chêm vào trước để bổ nghĩa. Nhưng mà bản thân ví dụ ở đây cả cái 1 và cả cái 3 thì đều bổ nghĩa cho cái kiji, cái danh từ đằng sau, được chưa? Rồi, chúng ta cố tiếp câu số 5 nữa, chúng ta sẽ chốt hạ buổi hôm nay nha. Câu số 5 nữa. Chúng ta nhìn thấy là to tomo ni to no ani kara no shirase. Thì các bạn nhìn thấy này, hai cái trợ từ nãy chúng ta vừa học đúng không ạ? Hai cái trợ từ ghép như thế này có no thì đằng sau bắt buộc phải là một cái gì? Một cái danh từ. Và nó là cái dạng lượt đi động từ n cùng với cái gì đó, đúng không? N cùng với. Các bạn nhìn câu này, haha ga Nihon e kuru. Đại suki na shokuhin ga kazukazu. Kazukazu. Rất là nhiều đúng không ạ? Được gửi đến. Rất là nhiều thực phẩm, những nhiều cái món ăn mà mình được gửi đến. Okurarete kita. Theo các bạn thì cái trường hợp câu 5 này chúng ta sẽ phải để như thế nào? Chúng ta có nha, bây giờ thử tìm xem nha. Shirase cũng là một danh từ, đúng không ạ? Anikara, từ người anh. Thì đằng sau này cũng phải là một danh từ. Còn cái totomoni thì đằng sau không cần danh từ. Cùng với cái gì đấy đúng không ạ? Thì đằng sau đấy nó có thể là những cái thành phần khác, chứ không cần nhất thiết phải là cùng một danh từ. Nó không phải là một danh từ đi kèm cái totomoni. Với câu 5 này chúng ta sẽ phân tích như thế nào và chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đây cả nhà? Chưa thấy ai comment. Shirase, cái tin, cái thông báo đúng không? Mẹ đến Nhật. Mà cái phần đằng trước lại là quá khứ, được gửi đến. Vậy thì tức là mẹ chưa có đến đâu mà là cái tin thôi, cái thông báo thôi, là mẹ sắp tới, mẹ sẽ đến, đúng không ạ? Cái thông báo đấy là cái gì thế nào? Công quân để là 1342. Chúng ta thử để 1342 xem có được không nhé. Ví dụ chúng ta để là kuru totomo ni là coi như là chúng ta đã bị sai rồi. Tại vì sao cái totomo ni cùng với A thì B sẽ thay đổi theo, đúng không? Hoặc là nó dùng cho cái trường hợp là mình làm cái gì đó cùng với người khác. Thực tế là nếu mà đi với một danh từ chỉ người, ví dụ như là tomodachi to tomoni, bởi vì cái chữ tomoni này mình viết ra cái kanji cho các bạn hiểu nhá. To là cùng với, đúng không ạ? Tomoni thì thực ra nó chính là cái từ kanji này cho cái nghĩa là cộng, tức là mình cộng, tức là mình cùng với ai đó, đúng không? Thì ngoài cái nghĩa là nó dùng cho cái sắc thái là cùng với A thì B thay đổi, thì nó còn dùng cho trường hợp là cùng với N, mình làm cái gì đó thực hiện cùng với M. Thì cái totomoni thực ra thì nó cũng bảo với toishoni trong cái trường hợp này, đúng không? Thế nên là khi mà các bạn để ở cái câu 1 ở ngay ở chỗ này là coi như là nó đã bị sai sai rồi, đúng không ạ? Nên cái số 1 ở ngay cái vị trí số 5 này là không chính xác. Mà chúng ta cần một cái gì ạ?
cái chỗ này thì có vẻ đang mọi người đang mắc khá nhiều đúng không? Chưa thấy ai comment gì cả. Đây, cái chỗ này là bởi vì mọi người chưa nắm rõ về cái tonal là gì. Các bạn cùng nhìn ở cái phần này nhá. Tất cả những cái này trong sách nó có hết, chỉ có điều là chúng ta có học hay không thôi. Bây giờ khi ở lúc nãy chúng ta gặp cái câu trên là Toyu đúng không? Toyu shirase, một cái thông báo là như thế này đúng không? Đằng sau cái Toyu là một danh từ. Toyu đúng không ạ? Nhà cái đánh giá của mọi người đó. Nhưng chúng ta cũng có thể dùng với một cái dạng nữa đó là tono. Ví dụ câu này này, ani ga kekkon suru tono tegami. Thì cái này không với phải với nghĩa là cùng với đâu. Nếu mà chúng ta đang bị dính mắc vào cái nghĩa là cùng với thì chúng ta sẽ rất khó để sắp xếp cái câu đấy. Mà cái tono này thực ra nó cũng bằng với trường hợp là toyu. Cái lá thư thông báo rằng anh sẽ kết hôn. Ani ga kekkon suru ne. Đó, thế nên là các bạn sẽ nếu mà cứ để cái tono thì chúng ta không 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 hiểu đúng không? Bản chất là cái câu này chúng ta cũng hiểu mang máng là có một cái thông báo là mẹ sắp tới mẹ sẽ đến Nhật đấy. Đó mà lại không thấy cái to you ở đâu mà chỉ thấy có mỗi cái tono. Thì cái chỗ này á nó phải là cái tono trước, nó phải là cái hai trước này. Đúng không ạ? Hai thì sau đấy phải là một danh từ, đó là cái danh từ số số mấy ạ? Danh từ có thể là sẽ là danh từ số 4 shirase. Nhưng mà bây giờ nhá, nếu mà để cái 4 luôn thì còn cái anikara no lại không biết nhét vào đâu. Thế nên cái anikara no sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ là shirase. Cái thông báo từ anh, tức là thằng anh nó thông báo cho mình và nó nói rằng là gì? Mẹ sẽ đến Nhật. Đó, thì chúng ta phải có ba trước này, anikara no shirase 4 này. Đó. Nó gửi một cái thông báo và kèm theo đấy nó gửi cho mình rất nhiều đồ ăn, ý là như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải ghép cái câu này là 2 3 4 1. Đúng không ạ? 2 3 4 1. Thế thì các bạn thấy là nó rắc rối chưa? Còn nếu không là chúng ta sẽ không biết là trời ơi, cái này nó như thế nào đây. Cái phần này thì mọi người đã học kỹ rõ cái câu số 5 này chưa ạ? Có cần phải phân tích lại không? Nhớ nhá, tono. Nếu mà chúng ta vội vàng cho tono shirase thì lại không biết cái anikara no vứt đi đâu thì phải cái ba trước này. Cái thông báo từ anh là toyu, tức là diễn giải cho cái nội dung thông báo. Thông báo đấy là mẹ sắp tới sẽ đến Nhật. Và cái thông báo đấy được gửi cùng với rất nhiều đồ ăn mà mình yêu thích. Tức là ông anh này ông gửi cho mình cái thông báo đấy và gửi kèm rất nhiều đồ ăn mà mình yêu thích. Đúng không? 2, 3, 4, 1. Ok. À, vậy thì buổi ngày hôm nay chúng ta được tròn 1 tiếng rồi. Thì chúng ta có những cái nội dung tóm lại như sau. Thứ nhất là ai mà đang học cái ngữ pháp Shinkansen thì đừng có bỏ qua cái phần phần số 2, phần số 3 đằng sau của nó. Tức là đừng có chỉ học mỗi cái phần mẫu câu mà bỏ qua một cái phần rất là quan trọng. Đấy là những cái phần mà người ta sẽ tổng hợp nghĩa này, tổng hợp các mẫu này, rồi tổng hợp các cái việc là chúng ta cần sắp xếp câu như thế nào này, cái dạng đọc hiểu ngữ pháp như thế nào này. Tuy nhiên là có một cái khó là cái phần đằng sau này nó chỉ toàn tiếng Nhật. Đó, nên nếu tự mình học thì nó sẽ hơi khó một chút. Thì nếu mà các bạn không thể tự học được thì tốt nhất là nên tìm kiếm một cái khóa học online nào đấy để có thể cùng với giáo viên người ta sẽ giải thích những cái phần này cho các bạn sẽ đi nhanh hơn, đỡ mất thời gian hơn. Còn đương nhiên là cái việc học online hay học offline hay tự học thì đều phải có cái sự cố gắng của bản thân mình. Không thể mà chỉ ngồi nghe hoặc là không có động gì mà tự nhiên kiến thức nó vào đầu được đúng không? Đó, đều phải cố gắng hết. Nhưng mà chúng ta cố gắng theo cái cách nào và nó có đạt hiệu quả hay không thì đấy mới là cái quan trọng thôi. Rồi, chào các bạn nha. Buổi sau cuối tuần thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác và nếu như các bạn muốn biết về một cái chủ đề nào đấy thì các bạn cũng có thể comment cho mình biết nha. Tsukaresama desu.